đội quản lý thị trường số 15 phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành quận Hoàng Mai đã bất ngờ kiểm tra một cửa hàng trên đường Nguyễn Đức Cảnh, thu giữ hơn 1.560 sản phẩm đông dược không rõ nguồn gốc. Chủ cửa hàng là Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1990, trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định, không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng. Bước đầu, Phạm Văn Hiệp khai nhận đã mua số đông dược trên từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa lên Facebook để bán cho người tiêu dùng kiếm lời. Tổng số khoảng hơn 1.560 sản phẩm các loại, giá trị khoảng hơn 325 triệu đồng, bao gồm siro ăn ngon cho trẻ em, tinh dầu gấc và thuốc giảm mỡ bụng.